5 mẫu laptop mở bán tại Việt Nam cuối năm 2021. 1. MacBook Pro 2021. MacBook Pro 2021 chính hãng sẽ mở bán tại Việt Nam từ đầu tháng 12. Cụ thể, các mẫu MacBook Pro 14 inch chip M1 Pro lần lượt có giá 53 triệu đồng và 66 triệu đồng cho các bản 512GB và 1TB. Phiên bản cao cấp hơn là MacBook Pro 16 inch M1 Pro 512GB có giá 66 triệu đồng và lên tới 93 triệu đồng cho MacBook Pro 16 inch M1 Max 1TB. Tuy nhiên, một số hệ thống bán lẻ cho biết nguồn cung MacBook Pro mới hiện nay khá ít và sẽ mất một thời gian để số lượng sản phẩm tăng lên mức ổn định. So với phiên bản tiền nhiệm, MacBook Pro mới có nhiều thay đổi về thiết kế và nâng cấp về cấu hình. Đồng thời, Apple đã loại bỏ thanh Touch Bar, thay vào đó là giải phím chức năng truyền thống. Máy được trang bị nhiều cổng kết nối bao gồm khe cắm thẻ nhớ SD, cổng HDMI, cổng sạc nam châm MagSafe, 3 cổng USB-C và jack cắm tai nghe 3.5mm. Đây cũng là mẫu MacBook đầu tiên có tần số quét màn hình 120Hz. Hai con chip M1 mới của Apple mang đến cấu hình mạnh mẽ hàng đầu hiện nay. Theo đó, CPU của M1 Pro cho hiệu suất cao hơn 70% so với M1, băng thông bộ nhớ đạt 200GB trên giây. Chip M1 Max đạt băng thông lên tới 400GB trên giây, có tới 57 tỷ bóng bán dẫn và là con chip mạnh nhất của Apple. 2. Acer Predator Titan 500 SE. Cuối năm 2021, Acer đưa đến Việt Nam mẫu laptop chơi game mới mang tên Predator Titan 500 SE. Sản phẩm được mở bán vào ngày 15 tháng 12 với hai phiên bản. Mã PT51651S733T sử dụng chip Intel Core i7-11800H, các đồ họa giờ TX3060, RAM 32GB với giá 60 triệu đồng. Trong khi đó, phiên bản cao cấp hơn PT51651S71GW có cấu hình chạy Intel Core i7-11800H, các đồ họa giờ TX3080, RAM 64GB và có giá 85 triệu đồng. Trái ngược với hầu hết các đối thủ trong cùng tầm giá, laptop chơi game của Acer có thiết kế tối giản và không quá hầm hố. Mẫu laptop này sử dụng màn hình 16 inch, tỷ lệ 16:10, độ sáng 500 nits, độ phân giải WQXGA 2560x1600 và tần số quét 165Hz. Hệ thống tản nhiệt của máy bao gồm 3 quạt làm mát, trong đó có một quạt 3D Aeroblade thế hệ thứ 5. Toàn bộ hệ thống được tối ưu luồng khí mát với thiết kế Vortex Flow. Thiết kế này tạo ra luồng không khí xoắn tăng cường làm mát không chỉ CPU, GPU mà còn các linh kiện bên trong khác. Hệ thống được điều khiển thông qua phần mềm Predator Sense đi kèm, cũng cho phép game thủ tùy chỉnh hiệu ứng và màu sắc của bàn phím một cách nhanh chóng. 3. Acer Vivo Pro 15 OLED K3500. Vivo Pro 15 OLED K3500 là dòng laptop mới của Acer, nhắm đến những nhà sáng tạo nội dung, nhân viên văn phòng hoặc sinh viên. Những người cần một chiếc laptop thời trang, màn hình tốt và mức giá cả phải chăng. Theo đó, sản phẩm có màn hình 15,6 inch, tấm nền OLED, viền màn hình mỏng hơn đáng kể. Màn hình của thiết bị này có độ phủ gam màu lớn với 100% sRGB, 100% Adobe RGB và 100% DCI-P3. Phần webcam của máy có nắp đậy vật lý để bảo mật tốt hơn. Trong khi đó, phím nguồn của sản phẩm cũng tích hợp cảm biến vân tay một chạm. Cấu hình của model này gồm chip Intel H35 thế hệ thứ 11, kết hợp với các đồ họa GeForce RTX 3050. Vivo Pro 15 OLED K3500 có giá 28,6 triệu đồng. Ngoài ra, máy còn có phiên bản sử dụng chip AMD Ryzen 5000H với giá 26,6 triệu đồng. 4. Gigabyte Ultrabook U4. Gigabyte U4 được mở bán từ cuối tháng 11. Với giá từ 26 triệu đồng cho phiên bản dùng chip Intel Core i5, còn phiên bản dùng chip Intel Core i7 có giá 27 triệu đồng. Đây là mẫu laptop Ultrabook đầu tiên của Gigabyte tại Việt Nam. Máy sử dụng màn hình 14 inch, tấm nền IPS LCD, độ phân giải Full HD cùng công nghệ chống chói anti-glare. Bản lề có thể xoay 180 độ giúp điều chỉnh màn hình ở nhiều góc độ khác nhau. Model này có khối lượng khoảng 990 g và mỏng 16,5 mm. Gigabyte cho biết, pin của laptop có thể đáp ứng 8 giờ sử dụng. Với công nghệ sạc nhanh, người dùng chỉ mất 30 phút để đạt 45% pin. Bàn phím có đèn nền màu trắng, chống thấm nước nên sẽ bảo vệ máy khi bị đổ nước lên. Được hỗ trợ bởi công nghệ FWTPM 2.0, tất cả dữ liệu nhạy cảm của người dùng đều được máy mã hóa, tăng cường khả năng bảo mật. 5. Dell G15. Phiên bản mới của dòng laptop chơi game Dell G15 có thiết kế mang hơi hướng của Alienware. Phần vỏ máy có những đường cắt phát tạo điểm nhấn nhưng không quá màu mè. Máy sử dụng màn hình 15,6 inch, tấm nền IPS LCD, độ phân giải Full HD, tần số quét 120Hz.
Thiết kế của Dell G15 cho phép khí đi vào từ trên bàn phím và từ dưới máy, thoát ra thông qua 4 khe ở bên và phía sau máy nhằm tối đa hóa luồng khí làm mát. Về cấu hình, Dell G15 thế hệ mới nhất được trang bị vi xử lý Intel Core i5-11400H hoặc Core i7-11800H, tùy chọn các đồ họa GeForce RTX 3050, 3050 Ti hoặc 3060. Sản phẩm có giá khởi điểm từ 28 triệu đồng. Trước đó, Dell cũng ra mắt bản G15 sử dụng chip Ryzen của AMD, cụ thể là Ryzen 55600H hoặc Ryzen 75800H.